Chào anh em, sáng 26 tháng 4 chúng ta vừa cập nhật xong phiên bản lễ hội 50 năm và khởi động mùa S2 2023. Anh em đang brand gì rồi? Một tin vui cho anh em nhé. Butter sửa bug ra chiêu cưng mượt. Đây để coi là cú búp tuyệt vời cho Butter. Cụ thể, khi dùng chiêu 1, cảm giác tay sẽ bị chậm, không được mượt. Và sau khi chỉnh sửa, anh em chơi Butter sẽ có cảm giác tay ok hơn khi bạn tung chiêu 1. Đây là một chiêu thức quan trọng với Butter, vừa di chuyển vừa ra chiêu tạo giáp cực khủng. Chắc chắn sau cú chỉnh sửa này, anh em chơi Butter phải vui nhất đó. Vậy cùng TNG chém gió, sức mạnh Butter mùa S2 2023 nào. S ơi, 500 cành, có hạc Zephyr siêu việt không? Phiên bản mới Zephyr mạnh hơn ư? Nhiều anh em quan tâm vậy, lên ngay anh em quả hạc đủ dùng leo đánh. Zephyr siêu việt, Zuka gấu bông, Samurai tử sĩ và rất nhiều bộ trang phục tuyệt vời khác. Lên ngay TNGshop.vn lựa hạc nhé các bạn ơi. Anh em đã bắt đầu leo đánh chưa? Hay là đợi giữa mùa, cuối mùa hay là đợi thêm cái thời gian ngắn thì các bạn mới đeo đanh? Hãy comment ngay dưới video nhé. Chiến thuật của anh em là gì? Xe máy được 5 năm rồi. Ok, thank you bạn. Xe máy từ đanh bạch kim, bây giờ lên được cao thủ. Ok, một cái mức rất là quan trọng đấy nhá. Nói chung là đanh gì cũng được anh em ạ. Quan trọng anh em ủng hộ TNG là rất là ok rồi. Chuẩn bị lên vết mạng này mấy ông ơi. Chúc hết nhiều sức khỏe. Nhờ các clip của S, mình đã cày được 2 nick lên chiến tướng trong một mùa rồi. Ok, tuyệt vời quá bạn ơi. Mùa S2 2023 này làm thêm 4 quả nick lên chiến tướng đi nào. Nhờ S, em đã chơi xạ thủ tốt hơn rồi. Ok bạn nhá. Nói chung là anh em cứ coi các clip của TNG đi. Đảm bảo sẽ rút ngắn được cái thời gian gọi là tìm hiểu của anh em. Anh em vừa rồi thấy không ạ? Khi mà TNG đã trừng trị cái con rồng và nó hiện lên báo hiệu là mày trừng trị đi, auto không bao giờ trượt đúng không ạ? Bởi vì đủ đam rồi mà. Chúc nhiều sức khỏe nhá. Ok. Coi clip của S bây giờ em ra rank đơn dễ dàng hơn rồi nè. Chuẩn chỉ luôn nhá. Nhớ S. À nhầm anh em ạ, không phải nhớ tôi đâu. Nhờ S giờ em lên được cao thủ đầu mùa rồi. Cảm ơn S nhiều nhá. Ok luôn. Nãy là nhầm thành nhớ chứ. Sợ thật đấy. Không biết có ông nào FA ở trên kênh của Tràm Game không nhỏ. Đây vét mạng này anh em ạ. Ui trời ơi đẹp thế nhở. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Anh Natalia. Ăn chặt luôn các bạn ạ. Và anh em thấy đâu, trận đấu này TNG sẽ lên một cái trang bị vừa được giảm cái giá tiền. Đó chính là cái thương xuyên phá. Để mà coi xem là TNG vét mạng ra sao với cái đồ và trang bị đó nha các bạn ơi. Đây, làm thêm một chút kinh tế nè. Theo S, Kera và Murat con nào dễ chơi hơn? Theo TNG là Murat nó dễ chơi hơn con Kera. Bởi vì Kera thứ nhất là các bạn phải căn ke cái thời điểm chiêu cuối. Rồi căn ke để mà sử dụng hai lần chiêu 1 và chiêu 2 để out chiêu. Nói chung là nhiều thứ để làm lắm anh em ạ. TNG đảm bảo với anh em là các bạn luyện được cái con Kera ấy thì chơi Murat nó nhanh thôi. Chơi con Butter các bạn chỉ cần chú ý bản đồ thu nhỏ nhá. Thấy nơi nào thơm và ngon là chúng ta tới là liếm ngay. Đây, tiếp tục nè. Ui, thanh niên mới còn có cái quả chiêu cuối rất là ghê gớm. Tiên địch trận đấu này khá là mỏng. Đó lý do vì sao TNG lựa chọn đó chả cái thương xuyên phá nha anh em nhá. Nào là Elsu nè, ok chưa? Rồi là Lindis, Natalia đều thể chơi hết mà, không ngại vấn đề gì cả. Chơi Butter đương nhiên rồi. Chúng ta tiếp tục là nâng max chiêu 2. Chiêu 1 anh em thấy không? Gia tốc rồi là giáp ảo, đủ thứ luôn. Câu hỏi QA tiếp theo nè. S ơi, phiên bản mới fix cái bán và mua đồ trợ thủ. À, bạn này hỏi là nếu mà trợ thủ bán cái đồ trợ thủ đi và thằng mid mua đồ trợ thủ, liệu nó có cái thời gian hồi hay không? Thì thú thật với bạn là TNG chưa test. Thật, chưa test luôn. Nhưng mà TNG nghĩ rằng nếu mà được ấy thì cũng khá thú vị. Bởi vì thằng top cũng có thể lên, đúng không ạ? Đó có thể là một cái lách luật. Nhưng mà nếu không được ấy thì chúng ta đành phải chịu thôi. Ông nào mà là test rồi ấy, comment ngay dưới video đi ạ. Thú thật là TNG chưa test cái bài đó. Đấy, bởi vì đi đánh đơn là TNG ít thấy cái trường hợp đó xảy ra lắm. Nhưng mà anh em đi team là hoàn toàn có thể xảy ra nhá. Anh em để ý cái thanh máu của cái con tà thần nhé. Đấy, mình đang đợi anh em ạ. Đây, ui trời ơi. Ăn luôn anh em ạ. Chạy đâu bạn ơi. Ghê gớm kia kìa, Volcat kìa anh em ơi. Lại còn Batman kìa. Sợ chưa, không biết nó bắt ai. Nhưng mà đúng vậy anh em ơi. Đúng như dự đoán là nó sẽ không bắt mình đâu. Bởi vì cái con Butter nó có phải là dễ ăn đâu anh em. Nhìn vậy thôi, trâu lắm đấy. Đây đây, anh em thấy không? Đấy cơ hội. Ui, nhanh lên. Nhỏ ta. Không kịp để mà hồi lại chiêu thức. Nếu mà chúng ta thì sốc đam nhanh một tẹo thôi.
cái gì cũng đơn giản cả, chuẩn không nào? À, có chiêu cuối nè. Chùm vết mạng, chùm vết mạng. Phê thực sự, anh em nhớ cơ chế ở con batter nhá. Khi bạn khắc chiêu cuối, các bạn đánh tay đúng không ạ? Sẽ hồi rất là nhanh chiêu 1, chiêu 2 và chúng ta chỉ việc spam thôi. Tara có nên ban pick trong đánh cao thủ không S ơi? Châu bò, tim năm thẳng, bắn suốt chưa lên bảng. Ok, hiểu ý của bạn đấy nhá. Nói chung là bạn ấy đang khoe cái đội châu của con Tara và hỏi xem mà Tara ở đánh cao thủ nên chơi không? Thì ok, có chứ, tại sao lại không ạ, đúng không? Hút bao nhiêu đam cho đồng đội, nhưng mà quan trọng là bạn có chịu hy sinh để mà chơi Tara hay không mà thôi, đúng không? Tại vì đi đánh đơn ấy, cũng không phải là ai cũng gọi là chịu hy sinh để mà đi đánh mấy vị tướng tanh tanh đâu anh em. Toàn là mấy ông thích mấy con kiểu Zena rồi Zuka các thứ thôi. Đương nhiên không phải là 100%, nhưng mà đa phần là như vậy. Ôi, cái thằng Elsu nó đi đâu là bắn pha đấy, sợ thế nhở? Kịp không? Ui, không kịp kìa. Không kịp cũng không sao anh em ạ, cái con Volca này nó yếu quá, không thể chạy được luôn. Ui, thương anh cháu Na đấy nhở. Bị Natalia rỉa không phải dạng vừa đâu. Ui, khiếp. Anh em có thấy pha vừa rồi cái thằng Lidit nó sốc đam không? Đáng sợ chưa? TNG đã từng giới thiệu cho anh em về cái vụ đó, chính là cái con Lidit nó sốc đam bằng chiêu cuối rồi đúng không? Thể loại như kiểu Tulen đầy máu luôn anh em ạ, ở dạng cuối game. Nếu mà không kịp cầu bằng xương ấy, lên bảng nếm số ngay. Chốt. Ui à, tổ quốc ghi công các bạn nhá. Khỏe lắm rồi các bạn ơi. Phút thứ 7 mà ăn mạng vượt thời gian nè. Theo S, nếu chơi một vị tướng nào đó mà chơi quá nhiều đưa tới việc là nhàm chán, có cách nào khắc phục không? Có chứ, chơi tướng khác đi. Nói thật với anh em là TNG là một thằng theo trường phái đánh nhiều tướng. Bởi vì thứ nhất là TNG làm clip cho anh em đúng không ạ? Làm top 5 thì mỗi ngày anh phải đánh từ 5 đến 7 con rồi còn gì nữa, đúng không? Có phải ngày nào cũng giống ngày nào đâu. Thành ra là TNG thuộc trường phái là chơi nhiều tướng. Còn anh em thuộc trường phái One Charm cày cục vàng cục tím ấy, thì TNG chẳng biết. Và cũng không thể đọc được cái tại sao anh em có thể giữ vững được tâm lý như vậy. Ôi dồi ôi, thơm. Lại một em rồi kia. Ui, thơm thế nhở. Giống như kiểu là bọn nó tập trung đánh cái con trợ thủ nhà mình và sau đó là mình vét đấy anh em ạ. Được của nó luôn. Ước gì là trận đấu nào nó như vậy thì theo đánh nó dễ dàng quá đúng không các bạn. Đây chém, ghê chưa. Sử dụng xong chiêu 2 là TNG tăng cả đống tỉa chí mạng. Chém quả nào nó phê quả đó. Đấy anh em thấy không, khi mà chúng ta không có trừng trị hoặc là trừng trị chưa hồi ấy, thì các bạn sẽ không có quái thanh gọi là thanh báo đủ đam về vấn đề là các bạn trừng trị nhá. Đây 2550 rồi, TNG chuẩn bị mắc cái lượng sát thương. Anh em thấy không, sát thương trừng trị nó to vậy cơ mà. Chuẩn bị có bùa xịn nhá các bạn ơi. Đây. Cái bùa xịn này giúp anh em có thể gây cái lượng sát thương phép rất là to lên kẻ địch. Chắc là các bạn đã coi video TNG nói về các bùa lợi của dòng mới rồi đúng không? Anh em sẽ cấu rỉa gây sát thương lên bùa kẻ địch rất là đáng sợ. Còn lính quay không phải tính tiền rồi, liên tục gây sát thương phép đầy một bé nè. Tiếp. Ui thôi xong rồi các bạn ơi, vẫn kịp anh em, được luôn của nó vào luôn. Ôi trời ơi, anh Volca ra đúng lúc vậy ta. Tưởng là vét một cái mạng rồi đây à, end game anh em ạ. Nhưng mà không ngờ team địch chống chế ghê vậy. Một câu hỏi khá dài, bạn ấy hỏi là trong trận đấu của TDT và Heavy hôm trước ấy ạ, Kai'Sa cầm Wonder Woman, tại sao lên thẳng kiếm truy hồn cấp 3 mà không lên giày? Thường thấy tuyển thủ ấy, họ thường lên kiếm truy hồn cấp 2, sau đó lên đôi giày và thương long. Có phải là lối lên đồ vậy nhằm tối ưu bởi vì kẻ địch nhiều máu mỏng hay là không, hay là tối ưu gì? Ok, trả lời cho bạn luôn nè. Thứ nhất ấy, các tuyển thủ thì hiểu thế nào được cái tâm lý của họ đúng không? Tóm lại là bạn chỉ cần nhớ là cái trận đấu đấy ấy, là ông kia là bị thọt rồi, chỉ có farm đầu game và chạy vòng vòng thì lên rừng phun kiếm mà đúng rồi, còn đi gank được thì mới lên giày chứ đúng không? Có đi gank được đâu, bị thọt từ đầu rồi. Anh em coi lại đi, có các tuyển thủ bọn nó suy nghĩ gì thì mình sao đoán được. Giống như cái ông xạ thủ gì của ai nhỉ, Skikari gì ấy, phải không ta, chơi con Joker lên cả kiếm Muramasa và diệt thần cung đấy đúng không ạ? Ông thì biện minh bảo là bán đồ để lên đồ khác. Nhưng mà nói chung, nói gọn lại nhá, lên đồ sai, thế thôi. Biết đâu có thể là do tâm lý đúng không nào? Kiểu là trận debut mà,
Còn cái trận đấu mà TNG vừa giải thích ở Wonder ấy thì đơn giản thôi. Đầu game bị thọt, bị cướp rừng ép rừng đúng không ạ? Thì đấy, lên thẳng kiếm cho nó gọn. Tại vì có đi gank ở đâu, đúng không ạ? Cứ phải ôm fan đó. Nhớ, con Wonder là con đánh lết được nha anh em nhé. Và lết rất là khỏe luôn. Chứ anh em đừng có hiểu lầm mà nó phải đánh ở đầu và giữa. Đấy, và cảm ơn anh em nhé đã ủng hộ TNGshop.vn. Nếu gặp sự cố thì nhớ liên hệ ngay trạm game TNG nhé. Fanpage ở phần mô tả cho anh em. Link web của mô tả luôn nè. Ôi dồi, đánh nhau ghê vậy. Ui, khiếp thế nhở, cái thằng Elsu đam to vậy ta. Vừa lia cam để xem bọn nó đánh nhau một chút thôi, không hiểu tại sao lên bảng đếm số luôn. Ăn một quả, mình lúc đấy là có 3/4 cây máu nè. Ăn một quả chiêu 2, nó thục thêm quả bắn thường thôi. Thế lên bảng đếm số anh em ạ. Đây đây đây, báo thù nè. Hai em từ từ nha, cái thằng này thì phải đợi. Đây đây đây, không đợi được mày, tao xin thằng này trước. Yeah, tuyệt vời chưa các bạn ơi, phải end game thôi. Và đó chính là Butter, được hiệu chỉnh cái bug rất là tuyệt vời. Bây giờ đánh mượt lắm rồi các bạn ạ. Các bạn có bất kỳ câu hỏi và thắc mắc gì ở tại mùa S2 2023, hãy comment ngay dưới video nhé.